Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em sẽ hướng dẫn về cái cách để chạy bộ. Mình sẽ dùng bằng máy body của New Skin. Thì khi mình làm thì mình cần những cái sản phẩm như là máy body. Tiếp theo nữa mình dùng là cần những cái sản phẩm theo nữa là cái tẩy da chết, là cái liquid body của trang. Bước tiếp theo khi mình tẩy xong rồi mình dùng sang video này để chạy máy. Video này có cái tuyết gel màu xanh, có cái chữ là Azelux Body Shaping Gel. Video này, tác dụng của gel này nó đi vào các cái mô mỡ này, làm tan các cái phần mỡ ở bên trong. Sau đó mình có thể dùng cái phương pháp mình dùng máy mình chạy thì cái mô mỡ này sẽ đẩy được đi ra cái phần ở nước tiểu của mình, qua cái phần thận chu. Sau khi đấy mình làm xong cái phần gel xanh rồi mình dùng hàng ngày bằng cái gel, cái tiếp gel màu trắng, nó có chữ Azelux Dermatic Effect. Tác dụng của cái này nó ngăn chặn các mô mỡ, nó hình thành mỡ ở trong cái các mô mỡ này, nó không cho ngăn chặn, nó không cho tiến trình cái quá trình mà khi mỡ nó vô trong người mình do mình ăn uống thì mình không có sinh hoạt, mình không có tập thể dục được. Thì mình dùng bằng cái gel này ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối thì để mình duy trì. Nên là bây giờ em sẽ thực hiện luôn các bước. Đầu tiên mình dùng cái chai liquid body gel. Cho một lượng vừa phải cho lên. Xoa qua xoa lại. Xoa để cho cái phần da chết ở cái vùng bụng này của mình cần làm cho nó sạch, thì cái gel mình đưa vào nó tốt hơn, thật nó tốt hơn. Nếu như mà thông thường mình dùng thì có thể lúc mình làm thì mình có thể tắm luôn, mình không cần phải làm thế, mình làm cho người khác thì mới cần làm, cho người khác không. Cho cái lượng gel vừa đủ ra, thì bắt đầu mình xịt cái chai nước tạo ẩm vô để cho nó có cái độ. Tiếp theo thì mình dùng máy luôn, mình chạy máy thì mỗi lần chạy này được 5 phút, nên là mình sẽ chạy máy luôn, mình set máy này, ấn nút đây, mình sẽ thêm. Khi mình làm thì cái bước đầu tiên mình chạy cái vòng tròn bộ này, mình xoay đi, mình xoay theo cái chiều kim đồng hồ và mình lại xoay lại. Nghĩa là mình cứ làm liên tục như thế. Nếu như mà cái bụng mà bụng như thế này thì mình sẽ làm 20 phút. Một cái vùng bụng như này mình chia ra làm 3 phần. Mình sẽ làm 20 phút một phần. Tức là cái phần giữa 20 phút, cái phần bên trái 20 phút và cái phần bên phải 20 phút.
khi làm 20 phút ở cái phần bụng giữa này, mình chuyển qua mình làm sang cái phần eo. Là phần, bây giờ mình chuyển sang cái phần hông bên trái này. Cho gel, lượng gel vừa đủ để chạy. Mình cho gel ra rồi, bắt đầu mình bấm máy này. Chạy 5 phút đi. Mình kéo từ phần ở dưới cái rốn này, mình kéo lên để qua cái sườn, qua cái hông. Để xuống. Để đến cái phần xương cổ. Và cái phần này khi mình kéo lên, mình lúc mình kéo đi ấy, mình kéo mạnh, còn lúc mình về thì cũng về nhẹ. Giống như mình làm kéo lên thành để về đây thì lúc mình đẩy về thì mình đi nhẹ. Mình bắt đầu đi từ cái phần ở bên dưới rốn, mình kéo qua cái phần hông, phần eo, rồi mình đẩy đến cái mình kéo lên thì mạnh, khi mình đưa về thì nhẹ. Béo quá mà dư mỡ nhiều, người ta bị cái cục đây, cái hông thì người ta bị to, thì mình sẽ đánh để cho nó làm lỏng đi, làm lỏng cái phần này, thì khi mình đẩy mỡ từ cái phần dưới bụng lên thì cái phần này nó cũng tiêu. Khi mình làm xong cái phần này, xong cái vùng bụng hết rồi, bây giờ mình lau đi. Khi mình lau sạch xong cái vùng bụng rồi thì mình chuyển sang cái gel trắng. Cái gel trắng này dơ một chút để nó làm láng mịn cái bề mặt da. Cái tác dụng của nó nữa là nó ngăn chặn cái quá trình cái tích mỡ thừa. Những người nào người ta bị dạn bụng sau sinh, vậy là những cái sẹo của người ta ấy, nó cũng liền mà nó bị nó nhỏ, cái thu nhỏ cái sẹo ấy. Mình xoa, cái cách xoa của mình xoa không có thu về giữa mà mình đẩy sang hai bên. Cái gel trắng này chị nhớ là mình làm ngày 2 lần dùng cái gel trắng này, mình không chạy máy thì mình cũng dùng. Sau khi mình làm cái phần eo bên trái thì mình quay sang mình làm cái phần eo bên phải này, thì cái động tác mình cũng vẫn làm như cái phần eo bên trái thôi, thì cái bên phải này mình cũng đi từ cái phần dưới rốn này, mình đẩy qua cái phần eo này, mình đẩy qua hông và đi xuống cái phần xương cột đây. Kéo từ cái phần dưới rốn mình kéo qua sau lưng, qua cái phần eo, qua phần hông, mình kéo qua đây, đẩy về cái phần xương cụt đây.